Hi, xin chào mọi người. Hôm nay là một video rất là đặc biệt. Đấy, thì mình có đi cà phê cùng với các bạn của mình. Thì chúng mình hay tụ tập vào những buổi chiều tối. Đấy, ở đây thì có bạn Thành. Đấy. Hôm nay thì mình có mang một sản phẩm của Thuần Guitar. Đây là mẫu APS 07X Custom. Đấy, để giới thiệu cho các bạn bè của mình là dân chơi đàn. Sau một tuần mình có thể hội họp với nhau cũng như là cà phê và giới thiệu sản phẩm luôn. Thì trong video hôm nay thì rất là đặc biệt là mình sẽ quay review luôn cho các bạn là ở cái không gian gọi là cái quán cà phê ở ngoài trời để tạp âm rất là nhiều. Thì mình sẽ test luôn cây này. Thì mọi người cùng nghe âm thanh của cây này luôn nhé. Thì đây đầu tiên mình giới thiệu qua nhé. Thì đây là một mẫu PS của Thuần Guitar là dáng Jumbo. Mọi người có thể quan sát là nó thùng của nó khá là tròn và không có khuyết nhá. Mặt top là gỗ thông và lưng hông là gỗ cẩm ấn. Ok. Thì trước khi mình review chi tiết thì mình sẽ đánh qua để mọi người nghe âm thanh của nó. Âm thanh thì mình sẽ nhờ bạn Thành ở đây cầm một cái mic. Đấy, cắm vào con Zom H6. Đấy, Zom H6 này như mọi người cũng biết rồi là một con Zom mic thu âm đa năng. Mình có thể đi và mình có thể xách ở đâu, bất cứ nơi nào mình đều về thu âm được. Rồi. Tất nhiên nó sẽ có tạp âm của môi trường rất nhiều nhưng mà nó sẽ cho mình hiệu quả thu nó bắt nét hơn là mình thu không điện thoại không. Rồi. Bây giờ mình thử test âm thanh của cây này nhá. Thank you.
Ok, đấy, mọi người vừa được nghe mình đánh một bài của khúc giao mùa. Đấy. Thì đầu tiên thì cây này thì mình đã chỉnh qua action rồi, thì action của nó rất là thấp để cho mình đánh finger style. Đây thì action mình hạ nó khoảng 2.5. Đấy. Action nó rất là thấp luôn. Rồi, mặt top con này thì là gỗ thông này. Chốt của đàn thì sử dụng gỗ cẩm ấn này. Đấy. Bình thường các bạn mua hay sử dụng là chốt nhựa thôi, nhưng mà đây là chốt gỗ luôn. Đấy. Gờ lược bằng xương và đang lắp dây Elicer. Đấy, Elicer. Con này thì sử dụng phiên bản cần chống xoắn. Đấy, cao cấp nhất hiện nay. Đấy. Cái này là áp dụng công nghệ nước ngoài. Khóa đúc đời dung gôn. Lưng hông là gỗ cẩm ấn. Cây này thì thuần guitar đang bán với giá là 13 triệu mọi người nhé. Ok, đấy thì trong video này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người như thế. Đấy. Hẹn mọi người ở các clip sau. Thì mình hôm nay mình quay trực tiếp ở ngoài môi trường để cho mọi người có thể trải nghiệm được cái cây đàn này nó chân thực nhất nhá. Bình thường mình thu ở trong nhà, để không có tạp âm thì mọi người nghe mình muốn nghe thêm đa dạng âm thanh để mình có sự lựa chọn hợp lý. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi clip. Mình xin dừng ở đây. Cảm ơn mọi người.